Xin chào mọi người, cái video này mình sẽ nói về Bitcoin và những thông tin mới nhất của tiền điện tử trong 5 phút, vô Bitcoin, Bitcoin là một cái tài sản monetary asset trên thế giới Đang đứng, đơn đứng, đang đứng vị trí thứ 6, thứ 6 Trên này có vàng, khoai thay, à, đều, vàng đều thay khoai cũ Trên này có tiền đô la, có đưa à, những cái đồng euro, China Nhật ok và Bitcoin Bitcoin đang ok với đồng tiền đô la đồng tiền đô la 1.19 ngàn, ngàn 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 tỷ thì nếu nó là một cái đồng tiền 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 ok tiền tệ ok rõ ràng nó là đồng tiền tử thì nó đang đứng thứ sáu thứ sáu trên thế giới ngay bây giờ thì nó là vậy kết tiếp tục Morgan Stanley một nền tảng khá là lớn trên thế giới ok thì vừa rồi như vậy họ đã bỏ 2.1 tài sản của họ 2.1 tài sản của họ Ok, cho nên một ví dụ thì người ta có một, 100 đô Thì người ta đã rót vô uh, hơn 2 đô la Vô cái iShare Bitcoin Trust Và cái hệ thống BlackRock ETF Đây là một công ty tỷ 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 Họ nghĩ sao mà họ bỏ 2% của họ vô cái cái uh, cái BlackRock ETF, Bitcoin ETF Thì nó là vậy, tiếp tục Switzerland là nhà băng thứ tư lớn nhất trong cái nước này nha. Và cái nước Switzerland đó người ta có rất là nhiều triệu phú đô la. Nếu trong một cái phòng như vậy có 7 người thì ít nhất là một người trong đó là triệu phú đô la. Thì nó là vậy bởi vì cái cái suy nghĩ về đồng tiền, cái suy nghĩ về đầu tư của họ thì vừa rồi như vậy. Cái nhà băng lớn thứ tư của cái nước này nha, nước này thì vừa rồi như vậy là mở một cái hệ thống là okay, cái một cái một cái nền tảng những người nhỏ và lẻ, người dân nhỏ và lẻ có thể mua, bán và giữ BTC, giữ BTC và Ethereum. Và Ethereum luôn, ok? Và Ethereum luôn. Ok. Với cái gì? Với cái mobile app Ok, bạn có thể dùng cái điện thoại các bạn Đào cái app xuống Mua BTC này Mua BTC nọ Hoặc Ethereum Và giữ trên cái Một cái app như vậy Thì nó là vậy Ok Ông ta biết gì Warren Ok, Buffet Biết gì, biết gì, biết gì Mà tại sao bán, 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 bán nhiều vậy đây là một cái cuộc bán mà gọi là lớn nhất trong lịch sử của ông mấy chục năm trời. Đúng không? Năm nay ông cũng tới khoảng cả 100 tuổi rồi. Ông đã có đã, đầu tư uh, 6 bảy chục năm, 80 năm gọi là uh, uh, kiến thức và kinh nghiệm. Thì vừa rồi như vậy. Ok. Ông bán, 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 Ok. Ông bán thêm tới ok gần 1 tỷ đô la. Ok. Và ngay, ngay bây giờ đang nắm giữ là 2, 278 tỷ đô la tiền mặt ngay bây giờ. Tiền mặt ngay bây giờ bán 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 ông biết gì vậy mà tại sao ông bán bán bán, bán hết cổ phiếu của phần của ông vậy chắc ông biết <laughs> chắc ông biết một cái thứ gì đó ok thì vừa rồi như vậy là ngày tháng thông tin được đẩy ra ok sắp 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 vừa rồi là một ngàn tỷ đô la ok đã rời rời gì rời cổ phiếu của phần ok à, chắc rõ ràng là ông phải ta phải biết ông bán 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 ông bán hết ok <laughs> thì thì đây là cái thị trường ngay bây giờ okay, vừa rồi là 1.000 tỷ đô la đã được rời cái thị trường cổ phiếu của phần nói gì thì nói không quan trọng giá BTC nằm ở đâu ok El Salvador thì vẫn vậy nghe vẫn vậy không thay đổi mỗi ngày như vậy là mua một Bitcoin và hồi đó đến giờ đã mua được tới đang nắm giữ được tới 5.862 Bitcoin đến ngay bây giờ thì nó là vậy kép okay. uh, uh, xin lỗi bạn mình có thể dán nó lại kép okay. Ok, hai người đang chạy bầu cử bên Mỹ ngay bây giờ. Ok, hai người và hai người đang chạy bầu cử uh, ngay bây giờ. Hai người đều chấp nhận chấp nhận. Ok, nhận 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 gì? Giữ Bitcoin, 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 Bitcoin. Ok, nếu mà bạn muốn uh, gọi là cái gì đó? Tài trợ, đúng không? Tài trợ. Ok, gọi là cho tiền họ thì bạn vẫn có thể họ gửi họ Bitcoin, 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 Bitcoin. Tại sao người ta không nhận tiền mặt? Mà tại sao người ta nhận Bitcoin? Thì nó là vậy. Người ta coi nó là một cái thứ gì mà tại sao là người ta chấp nhận chấp nhận chấp nhận những Bitcoin thì nó là vậy. Tiếp tục Tất cả những cái hôm qua là tất cả những cái có có những nền tảng ETF người ta đem đi người ta bán 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 BTC đúng không? BTC nhưng riêng thằng Blackrock là một cái quỹ lớn nhất thế giới thì nó chỉ có giữ 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 không có bán ở đây chỉ có thu gom thôi. Thì bạn nghĩ sao về Bitcoin? Um, ở đây, OK, uh, Jack, OK, Mallers vừa rồi ra tuyên bố thì đây là mình lập đi lập lại cho bạn thôi. Uh, mình xử dịch thôi. Bitcoin is an exit door. Nó là một cái cửa để ra. Ok. N oh, nó, là một cái lối để có thể bảo vệ bạn. Ok. Bảo vệ bạn. Từ 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 từ. Nhà nước, nhà nước, nhà nước. In tiền và rải tiền. Hết 5 phút. Nó là một cái cửa mà bạn có thể rời cái cuộc chơi. Rời cuộc chơi. Cái nhà nước in tiền và rải tiền. Lạm phạt, lạm phát xảy ra. Đồng tiền của bạn nắm trong tay mất giá, mất giá. Nắm tiền tệ trong tay cũng giống như là nắm một cục đá uống bia trong tay và đứng giữa sa mạc như vậy. Thì đó là đồng tiền tệ của bạn. Và Bitcoin là cái cửa để rời khỏi cái trò chơi đó. Thì nó là vậy. Ok. Cho những người nào uh, đang thèm khác kiến thức về tiền điện tử cũng như BTC lên trên nền tảng tiền Academy, tiền Academy, YouTube. Ok. Ở trên đó nó có 4 năm rưỡi, 5 năm kiến thức. Coi những cái phát triển tuyến ok để bạn có cái kiến thức cơ bản để nó thấm cho trong tuổi của bạn để bạn biết bitcoin là gì trước khi quá trễ trước khi cái lũ dầu nó mua hết nghe những cái những cái nhà băng này nhà băng nọ mua có thể là vừa rồi như vậy ông gãi cái đầu ông và tóc trắng đổi thành tóc đen ok để không để được thêm một chút xíu nữa để bắt đầu đem cái đồng tiền từ cổ phiếu của phần đúng không từ cổ phiếu của phần đem vô đầu tư vào bitcoin có thể là vừa rồi tại sao là một ngàn tỷ một ngàn tỷ như vậy rời cổ phiếu cổ phần Một ngàn tỷ nó sẽ đi đâu kế tiếp Nó có phải là đi vô BTC hay không Hay là tiền điện tử hay không Để chuẩn bị tới đây là nó bơm 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 bơm, lên trên mây Tại sao một nước như vậy mỗi ngày như vậy vẫn thu qua một Bitcoin Và người ta trên trong cái nước này El Salvador Là Bitcoin cũng giống như là một tiền tệ của họ Người ta sử dụng cũng giống như đồng tiền tệ mỗi ngày như vậy Người ta có thêm một cái gọi là cái một cái thành phố nó gọi là Bitcoin City đúng không và không chỉ vậy nữa người ta dùng người, người ta dùng năng lượng núi núi lửa đúng không để đào bitcoin để đào bitcoin ok và không chỉ vậy nữa người ta bây giờ bán bán trái phiếu nghe trái phiếu bitcoin ok thì là vậy vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok để tìm hiểu tất cả những gì mình làm cho cho cộng đồng người việt nam mỗi ngày như vậy lên trên nền tảng x lấy cái tên của thằng cu này dán như trong đây là bạn có thể tìm có thể tìm được mình vậy thôi xin chào mọi người Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn.